Đi vào đây. Em có gì nói chứ? Em muốn nghe kết thúc. Em không thấy là chưa có gì rõ ràng nữa. Anh ơi, quay vào đây cho chị. Trời ơi, vợ ở nhà thì lo nuôi hai con đứa đến Tết luôn ấy. Mọi người đi vào sang đi. 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 Mọi người đi vào chị chưa bao giờ chú ý luôn. Chị chưa bao giờ nghĩ Ngọc lại đối xử với chị như thế luôn. Mà nhìn hai đứa con của chị như thế, em có nhìn hai đứa con của chị quá đáng yêu không? Không, chị cũng muốn nói chuyện với cả em nữa. Chị cứ giải quyết được không? Chị không phải ra đâu cả, chị cứ đứng ở trong này thôi. Có không thì đi vào. Chị không đi vào, chị đứng đây thôi. Không phải nhà của chị không đi vào. Thế thôi. Chị và anh Phương vẫn chưa có gì là dứt khoát cả Ngọc ạ. Chị không biết anh Phương nói với em như thế nào. Thế nhưng mà nếu mà dứt khoát ấy thì là em sẽ giật dẫn về nhà rồi. Chị nghĩ em còn trẻ, em quá xinh, em có quá nhiều sự lựa chọn. Anh thì quá tệ rồi. Cái vấn đề bây giờ đấy. Bao nhiêu năm tôi cố gắng chỉ để đến lúc anh phản bội tôi như thế này à? Cố gắng. Chỉ không gia đình. Cố gắng. Cố gắng từ A đến Z. Tôi lo cho con từ A đến Z. Mọi thứ tôi luôn đứng ra lo, kể cả mua ô tô. Em Ngọc có biết là ô tô chị đã đứng ra mượn bạn bè chị bán cả hai cái nhẫn vàng mẹ chị mua. Anh hỏi em quay không chưa? Em live stream không chưa? Vì cứ quay cho chị thôi. Hả? Để về cho mọi người đấy. Em có biết là em ngồi trên xe ô tô, trong khi cái xe ô tô đấy là tiền chị đã đi mượn mọi người. Chị bỏ ra, bây giờ con chị không hề được đi đấy. Em có thể cứ cảm thấy là em làm như thế là quá sai trái không? Chị không cần gì phải tắt điện thoại cả. Em không có quyền cấm chị điều đấy. Không phải che mặt gì cả. Cứ vào luôn. Em với Phương, chị cũng biết là chị mới biết thôi chứ chị không hề biết nhá. Mới có người bảo đến tai chị luôn ý, là bọn em và tất cả mọi người giữ tiền đều là bọn em từ Tết đến giờ chứ không phải mới. Mà chị với anh Phương tính ra cũng chỉ được gần 2 tháng nay thôi nha. 2 tháng nữa không chị cũng biết, nhưng mà đều mọi người đều như thế. Chị cũng chả nói, chị còn nói thế thôi mà. Nói chung là chị không cần biết bọn em đến với nhau từ lúc nào. Nhưng mà trong mối quan hệ bây giờ, chị và anh Phương trên pháp luật hay là về công nhận chị vẫn là vợ anh Phương. Kể cả với mẹ anh Phương hay với họ hàng. Em như thế là em sai rồi. Em bảo đúng đâu. Trên pháp luật thì là sai, đúng không? Tên bây giờ, tất cả các phương diện đều là sai. Bây giờ về tình cảm. Tình cảm tôi không biết cái gì, năm ngoái cái gì. Tại sao không nói? Nếu mà có hẳn, nói đi. Bỏ, ok. Thứ nhất, không cãi nhau. Ok. Bây giờ lý do chả đèn gì. Bây giờ cái sai. Nhưng mà thứ nhất cái vấn đề là bây giờ năm ngoái là mối quan hệ của bọn chị thế thôi. Nếu lã ra chị một người nghe. Vợ tốt thì không bao giờ cầm tiền ném vào chồng. Ném thẳng vào mặt chồng như thế. Thế mày cũng biết là trong khi okay, cái tiền đấy là như thế nào? Không có vấn đề không. Nó không phải là vấn đề là tiền nó như thế nào cả. Đàn ông mà hèn chưa bao giờ lo được cho vợ con một cái gì luôn. Vợ con lo từ A đến Z. Thứ nhất là bây giờ Em phải đòi. Nếu mà nếu 7 giờ sáng thì chả làm sao mà chị còn dình cả đêm qua ở đây rồi. Bây giờ thì để chị biết được cái sự thật như thế này, phũ phàng như thế này mà chị không nghĩ Ngọc được đối xử với chị như thế Ngọc ạ. Thật sự luôn. Chị để em nói đã. Ôi em nói em nói. Đấy là việc với em nhiều lần em. Thế thôi. Chị không cần là, nếu mà em biết nghĩ cho hàng xóm em sẽ không làm nha. Em biết nghĩ cho mọi người ấy. Em biết nghĩ cho mọi người xung quanh bố mẹ em. Mọi người xung quanh em sẽ không làm cái điều này. Em không phải cười như thế. Bây giờ chị vào đây, mọi người vào đây chúng mình nói chuyện với nhau. Chị có gì để nói? Em có gì để nói, chị nói luôn. Chị chỉ cần nói là em đang xem mối quan hệ bọn chị. Và em có gì để nói với chị không? Thôi thì bây giờ mình sẽ nói chuyện. Chứ còn nếu em nói đi, chị đang nghe.
em nói chuyện với chị chứ em không nói chuyện với các bạn. À không, đây là anh em của chị hết, anh em của cũng như trong nhà chị, mọi người cần biết được sự thật này thế thôi. Mọi người phải làm chứng với chị. Được rồi, mọi người làm chứng. Tôi xin làm chứng từ đấy giờ, làm chứng thôi, quay video rồi, live stream quay liên tục đấy, anh không biết. 6:30 rồi sao? Rồi tiếp đi. Rồi sao? Em không muốn làm ảnh hưởng mọi người. Thì nếu em không muốn làm ảnh hưởng thì em không làm điều này rồi. Không chỉ ảnh hưởng hàng xóm đâu mà còn mẹ em ở nhà nữa, bố em ở nhà nữa cơ. Em mà nghĩ được em đã không như thế rồi. Thu quay zoom cận mặt vào đây chị. Anh quay zoom lại nè, đây. Vấn đề là bây giờ đồ ngủ đang ở trong phòng đấy. Thế là nếu mà nói về pháp luật nha. Thứ nhất em sử dụng camera có thể vậy. Anh có thể kiện. Không có thể kiện. Anh có thích làm gì thì làm. Thế em không được quyền quay anh chứ. Điện thoại của tôi đứng ở ngoài, tôi quay đâu thì quay chứ. Tôi thích quay gì thì quay mà. Nhưng mà trong đấy có hình ảnh của anh. Tùy, anh thích làm gì thì làm. Đúng không? Anh thích làm gì? Bây giờ anh ngoại tình lái sai. Bây giờ như thế nào? Tại nhau ngoại tình là anh lại phải là quay video. Tôi thích gì thôi nhé. Tôi cần bằng chứng. Anh ngoại tình để ra tòa, tôi có cái để nói. Không cần đưa chị, đưa ngay chìa khóa ô tô đây. Ở đây. Anh có tí đâu. Ok, thôi đấy thôi. Mình cũng chẳng có gì để nói nữa, chỉ đấy thôi. Để cho mọi người biết thôi. Thu quay cận mặt em học vào đây chị. Em quay cận mặt em học vào chị. Sát mặt vào chị. Được chưa? Thôi, thế thôi. Mình cũng chẳng cần làm cung này. Cũng không đánh nhau, chị cũng không hề muốn đánh nhau. Bởi vì thứ cái chị vứt bỏ ấy, chị cũng nhường cho em thôi. Em có thể lấy. Đi. Chúng anh sẽ đi cùng nha.